Nồi thịt kho mới kho xong ngon xuất sắc luôn á, màu rất là đẹp mà thịt thì mềm, cái miếng bì nó phải trong như thế này, nhìn nó cứ như củ cải thế này, rất là ngon luôn. Nồi thịt kho ngon xuất sắc mới kho xong. Một ngày là chỉ có làm mấy lần đồ ăn như thế này thôi mọi người ạ. Trời ơi, nồi thịt kho chấm hết luôn. Ngon chấm hết luôn. Không thể nhìn rõ được cái màu thịt đấy. Đây, xin mời mọi người. Ngon dã man. Mà không quay camera lên á, nó không có nhìn được cái màu, không nhìn rõ được cái màu thịt. Màu rất là đẹp luôn, rất là ngon. Đây là gạo, gạo nếp cái hoa vàng ngâm để sáng nấu xôi. Còn đây là hành, hành các bạn muốn phi cho nó, phi hành làm sao mà cho nó giòn mà không bị cháy ấy. Bạn nào phải để thật hành nó thật thật ráo nước, thật khô không còn nước á, và phi trên bếp thật là nhỏ lửa thôi thì nó mới không bị cháy hành, và hành sẽ vàng và giòn ngon nha. Đó, hành phi để sáng phi, ngủ dậy phi hành. Gạo đây, ngâm gạo nấu sôi. Nấu sôi thì chỉ có chút xíu là xong. Nấu sôi thịt lạp xưởng, hành phi. Không có thích ăn trà bông nên là mình không có làm trà bông, không làm ruốc á. Lạp xưởng thịt rất là ngon luôn.